Thị trường vàng vào ngày vía thần tài năm nay sôi động hơn so với năm 2020, năm ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng ở Đà Nẵng mở cửa giao dịch từ sáng sớm để phục vụ nhu cầu mua vàng lấy may của người dân. Người dân mua vàng kỳ vọng không chỉ cầu tài lộc vận may cho gia đình mà còn mong muốn dịch bệnh được nhanh chóng dập tắt, thành phố nói riêng và cả đất nước nói chung trở lại trạng thái bình thường như trước. Theo ghi nhận của phóng viên, trước ngày vía thần tài, do giá vàng giảm nên nhiều người dân đã tranh thủ mua vàng tại các cửa hàng vàng bạc trên địa bàn. Thị trường vàng năm nay khá sôi động so với thời điểm năm 2020. Vì ngày vía thần tài rơi vào ngày cuối tuần nên lượng khách ghé cửa hàng khá đông và liên tục. Ghi nhận tại cửa hàng vàng bạc đá quý VNG Net nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, nhiều người dân đã đến mua vàng, chủ yếu là các loại vàng miếng, vàng hình thần tài, phát lộc, vân vân. Nói chung là năm nào mình cũng mua, vì giá vàng năm nay mình thấy thì giá vàng mẫu thì nó cũng rẻ hơn các năm. Và mẫu mã thì nó cũng tương đối giống nhau. Mình mua vàng chủ yếu là để cầu may mắn cho gia đình và trong công việc làm ăn. Theo giám đốc bán lẻ vùng BNG miền Trung, năm nay sức mua của người dân vẫn tăng trưởng hơn so với năm 2020. Còn giá vàng ngày vía thần tài thì không có biến động nhiều so với những ngày trước và có xu hướng giảm ít. Ngày vía thần tài, tức mùng 10 tháng Giêng, được xem là ngày để người dân mua vàng với kỳ vọng năm mới bình an và may mắn. Đón trước nhu cầu này, các doanh nghiệp vàng trong nước đã sẵn sàng chuẩn bị nhiều mẫu mã thần tài đa dạng ý nghĩa để phục vụ nhu cầu của người dân. BNG có tung ra bộ sưu tập Xuân Phú Quý làm mẫu đặc trưng với các thiết kế hoa sen để là hy vọng rằng là một năm may mắn cho khách hàng cũng như khách hàng lưu giữ lại tài lộc trong năm. Và bên cạnh đó thì có các sản phẩm trang sức phong thủy như thiềm thừ hoặc là tỳ hương và các sản phẩm mà gắn với biểu tượng linh vật trong năm là kim ngưu thì cũng là các sản phẩm mà được BNG chuẩn bị và tung ra thị trường và được khách hàng lựa chọn rất là nhiều. Ghi nhận vào buổi sáng ngày hôm nay, 21 tháng 2, giá vàng đang dao động khoảng hơn 55 triệu đồng, hơn 56 triệu đồng trên một lượng. Các thương hiệu vàng trong nước tiếp tục duy trì khoảng cách mua vào và bán ra từ 500 đến 900 ngàn đồng tùy thương hiệu. Ngoài ra, trước tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường, nhiều doanh nghiệp vàng đã chủ động đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch tại các cửa hàng kinh doanh như đo thân nhiệt, phát khẩu trang y tế và rửa tay sát khuẩn cho khách hàng. Đồng thời, 100% nhân viên đều phải mang khẩu trang để khách hàng cảm thấy an tâm khi mua sắm.